Còn một miếng khách từ từ nó sẽ không sao hết. Bà con dàn xếp xếp là đồ chúc cho anh Chim, anh Trần Chim ạ. Chim, chim, mình mời mình đi. Đi cho thêm xé luôn đi. Ăn rau cái đó thì bùng sơn rồi mà cái liền chất. Có lẽ tờ. Ê, tao đừng bán nữa, nó quá chưa đây nào. Coi như mấy chị phụ nữ sẽ tổ chức cái khâu bên phục vụ mấy chị lo tự lo chút xíu thì bố trí cho các em nhỏ học sinh. Sao bị hôn bên kia mà bị hôn là yên nghi hôn bên bên kia mọi mình uống lâu biết lỗ bên đây hăng mà lỗ giờ có nghe nhạc mình còn còn chụp nhớ đoạn đầu bỏ đi hay là trao dở cửa nó khỏi vậy gì không sao không sao không thảm thề tôi cho là mình có đại diện mình sống sống vuông đầu đầu phía nhiêu lụa phiêu phong gia đình nhiêu kiều vừa tâm quan cạn yêu về nhà đã nhây mối đất bình định quê hương ta đó căn là đây ngõ cũng là đây trên năm tháng tiếng đánh đánh tay dặn dặn và bỏ xa tới tay răng về tôi hết rồi. Ủa thì sao già quá vậy? Sao già đúng nào nét truyền thống mà bài tròi đúng nào? Vâng. Để giờ xin mời mấy chị nữ chị nào ha mời chị ấy nha, tôi quay sân khấu cho hát lại người nữ để đại diện cho nào ha như vậy. Kém nghĩ xem cách sao chút nữa nó gặp mặt rồi nó ra.
đại diện trong mấy cái rổ xung quanh thôi. Kiếm cái chỗ nào có lá kiếm rồi mới cầm cái chết tùm lum. Xe ngoài thầy. Xe ngoài cô cười chưa đẹp mà ha, có đẹp không? Còn giấy nữa chưa? Chưa được giấy hết này. Hồi quá hồi mày có cái miếng miếng sớ. Vừa có sớ ăn chị. Vừa có sớ ăn. Mày ông ở máy đó. Ông ở tên năm mệt. Ông Bình đó mà. Không. Ông ba ông Dư. Dư bạn. Dư bạn. Bạn á. Ông cũng mình đó. Một người đầu tiên ông nào. Ông nghĩ cái mẹ con đây mà. Có sáng đầy đủ. Điện nước còn nữa. Chưa ấy. Chưa ấy.